Em xin hướng dẫn sử dụng ghế Vidamer ạ. Trước tiên để điều chỉnh độ cao của ghế, mình ấn và giữ cái lẫy số 1 ở phía bên tay phải của ghế. Ấn và giữ lẫy để hạ xuống. Tiếp theo, cái lẫy số 2 ở phía bên tay phải của ghế có tác dụng là để mở hoặc là mở cái chế độ ngả lưng hoặc khóa chế độ hạ lưng. Kéo lên là mình khóa chế độ ngả lưng ạ. Kéo xuống là mình mở chế độ ngả lưng, và khi mà đang ở ngả lưng ở bất cứ cái vị trí nào thì mình có thể kéo lên để giữ cái góc ngả lưng đó, và khi mà mình muốn bỏ cái chế độ ngả lưng ra thì mình lại kéo cái lẫy xuống. Vâng, là nó dựng lên ạ. Đấy, và cùng với lại cái việc điều chỉnh chế độ ngả lưng này thì là ở phía dưới của ghế là có cái núm xoay ạ. Đây, cái núm xoay này thì mình có thể xoay theo hai chiều. Đây, theo chiều ngược kim đồng hồ là sẽ làm cho cái phần ngả lưng là nó sẽ cứng hơn, còn xoay theo chiều kim đồng hồ thì sẽ làm cho cái phần ngả lưng nó mềm hơn. Đấy là, và cái việc điều chỉnh ngả lưng cứng hay mềm là tùy thuộc vào cái trọng lượng cơ thể, để cho làm sao mà để cái cảm giác ngả lưng của mình nó thoải mái nhất ạ. Vâng, tiếp theo ở phần sau lưng ghế ạ thì là có phần lumbar support. Cái phần đệm lưng này mình có thể là nâng lên hạ xuống để cho nó vừa vào hõm lưng của người dùng. Và một cái tính năng độc riêng biệt của cái ghế Vidamer này là khi là mình có thể ấn ngồi sát cái lưng về phía sau. Khi mà mình ngồi sát cái lưng về phía sau thì cái lưng ghế nó sẽ đẩy hơn về phía sau để nó hỗ trợ cuộc sống tốt hơn ạ. Vừa với lại cái hõm lưng của từng người. Tiếp theo, ở phía bên tay trái của mặt ghế là có cái nút để cái nút là để điều chỉnh cái seat slider, cái độ sâu của mặt ghế ngồi. Mình ấn rồi ấn và giữ rồi ạ. Ấn giữ và đẩy mặt ghế lên phía trước hoặc tiến về phía sau. Mục đích là để cho nó vừa với cái chiều dài đùi của mình, để lưng được chạm vào tựa ghế và chân được, đầu gối được 90 độ vuông góc chạm xuống mặt sàn. Rồi, đây là phần armrest ạ. Armrest của ghế Vidamer thì sẽ có các tính năng là nâng lên hạ xuống, đẩy trước sau ạ, đẩy trước sau và góc và thay đổi góc xoay ạ. Tức là đây là armrest 4D, nâng lên hạ xuống này, đẩy ra trước sau và thay đổi cái góc nghiêng của tay tựa ghế ạ. Phần headrest đỡ cổ thì mình có thể là nâng lên hạ xuống và xoay lại xoay theo cái khớp này ạ. Rồi để cho nó vừa hợp với lại cái phần đỡ cổ của mình. Vâng. Rồi em xin hết ạ.